Nè để món gì em chủ? Hả? Cái gì vậy anh Theo? Anh cái ghế em nhang nè. Có cái cây không? Cái gì? Cây cứng cứng anh thọt nó rụng à. Cây rụng. Thấy dừa hả? Thấy dừa. Thấy dừa lấy cây này nè, cái cây túc nè. Này cái túc nè, được không? Túc ngay đầu hồ nè. Đi cây này ớn quá, thì rớt xong. Bữa nay để món gì mà hái dừa với anh Thái? Câu nữa. Gà nấu cối. Gà nấu cối ha, vậy là bỏ trong cái cối nấu hả? Này vừa dâu mà anh Thái, phải không? Công nhận cái vừa tái sai lơ ha. Hoài có anh tái một à. Hai hoài hai trái. Mấy năm trước bán. Ừ mấy năm trước mà tái sai mà sao mấy năm nay không có trái. Một em. Được đó luôn. Vậy là đi tạm dừa không được rồi anh Hiếu ơi. Đi tạm dừa kiểu này chú nhà ra giết chẳng kịp à. Mấy anh em mình chào cả nhà luôn nha. Chiều nay mấy anh em mình ghé nhà anh Thái cả nhà. Hôm nay mấy anh em mình hái dừa vô nấu gà nấu cối nha. Bữa nay anh Hiếu anh chia sẻ món gà nấu cối. Nó gà đá hả anh Thái? Cụ gà ăn chung rau thơm luôn ha. Ừ, được đó. Mẹ bò. Ờ, da bò hay gì? Luôn bò trời. Ờ, con gà bắp đùi kìa. Này gà nồi đá cả nhà. Con này 3 kg mấy á. Bắp đùi cho bá luôn, gà mình cầm tay mình luôn á. Này anh Thái làm sẵn rồi, ảnh thui luôn cả nhà. Giờ anh em mình chỉ chặt cái mình chế biến thôi. Tay bò. Đây là lỗ tay bò. Lỗ tay bò này làm gì? Xào hả? Hấp. Hấp luôn hả? Hấp gừng, ghiền, quên gừng... Gừng xả hả? Mấy dao kia. Dao kia anh Hiếu ơi. Đổi không khí hả? Đổi không khí. Đổi không khí gây án luôn. Dao kia nhẹ quá sao vậy? Nghe án. Gà này quá bự rồi nè. Chặt được rồi. Được rồi, thế này chặt được rồi. Chị đã ăn bể làm hai tính. Đổi không khí, đổi địa bàn rồi anh Heo. Còn sót nó cổ nè. Hai gà nó đá lộn hả? Đá quá sức cái tầng này cái anh đi luôn hả? Quá chị đá mà. Có. Gà bự quá hết luôn ha. Giờ này cũng chiều cả nhà, cũng 4 mấy 5 giờ. Mấy anh em mình làm trễ quá. Gà này gà đá mà gà tơ anh Heo. Chứ đâu có già đâu phải không? Chưa già nó còn ngon vậy đó. Đủ tuổi rồi. Thao hịch luôn. Chặt cục này cục nấy bự chà bá hả anh không? Nó cối mà. Nó cối phải chặt cục cái cối hả? Cối cối. Xong rồi bỏ một cái cối nấu luôn. Cối nấu luôn. Rồi quá đẹp. Anh Hiếu chuẩn bị xả băm cả nhà, với củ hành, củ tỏi, băm nhuyễn để ướp cái phần gà nấu cối á. Còn cái phần xả với ớt băm này chút xíu anh em mình làm mắm thấm nha. Anh em mà cứ mua nước cốt dừa với lại tương đen cả nhà. Chút nè tương đen đây nè. Đó. Là nó mắm thấm mình chấm mới ngon. Gà này nấu phải cả chục người ăn mới hết á anh Hiếu. Chiều chục người. 3 ký mấy. Trời. Xả hành tỏi các bạn ơi.
Siêu cay luôn ha. Siêu cay luôn. Nấu con lửa nè. Nấu nửa hũ sẽ tới cả nhà. Nửa hũ sẽ tới luôn. Cay quá, cay quá bếp thưởng chạy luôn à. Tức mẹ. Cái xác hồi nữa để mình làm nước mắm tắm. Chị nấu có nước rồi phải không? Ừ. Để nước nấu rồi. Quá đã. Quá đã. Muối bạn ơi, dặn thêm muối nha, từ từ nó không đủ rồi. Muỗng muối cà phê, muối hộp á, cà no. Cà no 2 muỗng nha. Chặn miếng đường nữa, hồi có nước dừa nữa. Chừng muỗng đường các bạn ơi, từ hồi nữa mình nấu nó có dừa nữa. Nước dừa đó mặn ngọt ha. Ừ, cái nước dừa tươi ngọt lắm. Nấu nước dừa tươi, muỗng một ngọt. Rồi, sóc lên. Món này đơn giản mà, đúng không? Ừ, đơn giản mà nó sảy nè bạn. Miếng dầu ăn nữa. Cái này mấy anh em mình nấu gà nấu cối này cả nhà, thì nó cái gia vị nó cũng giống giống tựa tựa giống như là giả cầy, nhưng mà giả cầy nó có ghiền. Còn anh em này là nấu cối không có ghiền nha. Thêm vào 5 lít luôn ha. Đổ khoảng chừng 4 muỗng dầu nữa bạn. 4 canh dầu ăn. Ướp cho nó thấm rồi. Rồi anh em mình ướp khoảng nửa tiếng. Anh em cho lên nấu cả nhà. Quá đã. Ừ, quá đã. Dữ vậy. Nửa tiếng các bạn ơi. Nấu luôn, nóng dữ rồi. Săn săn cục thịt gà lại luôn rồi. Như vậy ăn thấm dữ lắm mà. Cứ thấy bùng bự chặt dừa sen dưới ta. Cái nền nhà còn xài nha anh thấy. Chặt hồi mẻ nền nhà hết rồi. Dừa này gám rồi ha. Ngọt nước dữ à. Mấy ăn cháo rồi. Chỗ này không được rồi. Ừ. Còn nước mà. Ừ, rồi xong. Hết nửa trái rồi. Anh em mình xắt mấy chuối cây cả nhà để mình ăn rau ghém á. Quá săn rồi, đậu nó dừa cho anh thấy đây. Này, hai tá dừa đủ hả anh thấy không? Nấu cối mà đâu cần chi nhiều nước. Trứng cải mà. Trứng cải luôn. Thì trứng cải nó mới ngọt á. Cái bọn đó đúng ra là tinh tí của con gà sang bỏ cho anh heo. Tinh tí của con gà bỏ. Mấy anh em mình làm nước mắm thấm thôi. Bạn ơi, mắm thấm làm đơn giản thôi. Ngon. Sả băm với lại tương. Ớt. Cho 3 muỗng đường đi. Sả băm ớt băm hả? Một phộng mà. Tán nhuyễn ra qua. Tán ra hồi nữa bỏ này vô nè. Bỏ nó khúc dừa vô lụm ha. Ừ. Dừa vô quậy lên lụm. Đơn giản lắm. Nồi gà sôi sắp chín rồi ha. Đậm mới ngon. Nhuyễn luôn. Dễ cho nhuyễn nha, mới ngon ha. Ừ. Như mùi tương thơm đi. Thơm được không luôn. Này cứ vừa cốt luôn anh Hiếu. Đây nó cốt luôn, nó cốt đầu luôn, đặc quéo luôn á. Chuyện cốt luôn. Không đủ nước rồi. Đủ nước nước kia bỏ vô. Bỏ nước cốt gà cho ha. Ừ. Lợn đúng ha. Quá lên luôn. Cho miếng nước vô nè cho nó lỏng lỏng ra. Tước sao cũng vô bụng mà. Lúc này là đúng vậy luôn chứ. Quá đã luôn. Quá đã bạn. Cũng vẫn còn sệt à ha. Được rồi.
quá ngon rồi. Đấy, thêm miếng nữa. Rồi được rồi, tô vô được rồi. Tô nữa. Cái phần gạo ghém này mấy anh em mình cho lá cốc các cả nhà, lá cốc non lại lá lớp mình trộn đều lên, chút nữa mình ghém thì mình chấm lại cái nước mắm thấm này nè với thịt gà đó, cực kỳ ngon luôn. Cà nâu chiên luôn anh, theo cà nâu chiên luôn, chiên lắc mỡ hành ha, cà nâu chiên mỡ hành này khoảng chừng 15-20 phút nó là mềm anh, theo cái này mình nêm nếm vừa ăn hết rồi cả nhà, chờ cho nó sắc nước cái xíu nữa nó là nó mềm gà mình ăn được rồi. Quá khói. Vừa ăn anh hiểu à. Gà nghĩ chắc mềm rồi đó. Nấu mềm quá cũng không ngon nữa. À, tắt bếp rồi. Cái nào cũng chín hết, giờ là dứt rồi đó. Cái này gắt là phỏng đây không? Gắt nồi này miếng ha. Hồi nữa mình múc ra tô gắt đi vô. À, gắt ngay cái tô ha. Gà quá đã. Ngon món gà chiên này nè, cũng món ăn độc đáo nha cả nhà. Nhanh gọn khổ công nướng. Nó không khui gì cả nướng luôn á. Phi mới hành vô là mình đậu phộng mình gắt vô miếng nước tương nữa là bá cháy. Bá cháy rồi chết luôn. Nước tương hành phi. Đây là một món ăn chay luôn á anh. Mẹ dữ lắm mà, ngon lắm à. Rồi cái đậu phộng luôn. Đậu phộng luôn. Bát phát. Quả nước nát. Tay luôn mà. Vệ sinh không sao thôi. Mới đi ái vô hả? Mới đi ái vô không biết sao. Ờ ok. Chảo này có thạch sùng hay xương đó bạn. Nhiều lắm ha. Nhiều lắm. Ba khi mấy lần mà. Quá khói. Rồi miếng nước được rồi. Ok. Ok, xong, khỏe. Hoàn thành 3 món ăn luôn. Quá trời màu luôn. À. 3-4 món luôn. Cái gì? Anh thấy tại chỉ mua tới khui anh thấy ơi. Tại đang khui nhiều hộp rồi nè. Bữa nay chủ nhật nhiều ca sĩ lắm nha anh Tường. Bữa nay bên kia có mấy chỗ người ta ăn nhậu cả nhà. Cũng ca kê mới không kêu kéo rồi đó. Hay ồn cả nhà thông cảm cho anh em mình nha. Anh chúc mình cũng hát luôn. Anh chủ nhà đâu rồi ta? Này ơi, chủ nhà trốn rồi. Thôi là mọi sao bánh gan võng ngủ quá kìa. Nhậu đi sợ trốn mà. Nãy kia anh Hiếu ba làm gà này bỏ trong cái cối nấu mà nó không chịu anh Tường. Anh nói nấu cối này không phải nấu vậy. Có cối không ai bỏ vô cối, bỏ vô cái nồi anh mới chịu phải không? À, đây là bỏ nồi, không bỏ cối đâu. Giữ luôn đấy không, bỏ vô cối không sai luôn em bữa. Vô chú nhà ơi. Vô cái khỉa nhện xì bọc bóc rồi. Nhậu đêm anh một. Phương về chưa? Làm một cái đi. Rồi anh em mình mời cả nhà dùng món gà nấu. Gà nấu gì đó. Gà nấu cối. Gì gân bò hấp gì đó. Đây là lẩu tai bò. Món anh thấy nè. Rồi khác bữa. Mời các bạn lên xe nha. Này trọng nhà mình các bạn. Rồi vô anh ha. Ngày mai lên mẹ cha luôn. Lên này này nó thấy. Lâu. Lòi rồi. Gà nó có chứ, gà nó có chứ thì có không biết vô không cái. Chút là lắm đó. Sáng về lên sáng nhậu tỉnh bộ. Nhưng mà gà nó có nè, này ăn nó mắm thấm mà. Giờ biết chịu uống sáng á. Thấm là đúng bài rồi, thay nhau. Nhiều tới trưa về. Ừ. Đủ dòng rồi đó, giờ anh làm lại từ đầu đi chứ.
Được chưa? Thì anh uống nhiêu còn này ấy ấy phải chấm á. Chấm mà nó làm lạc lạc mình dành mình ăn mới ngon. Chấm nào chấm vậy cho nó mắm thấm nè. Dạ cho nó thấm không? Tại vì mình nấu gói nó nấu lạc cái đâu mặn đâu. Này cái gì cái giận ha? Gà nội hả? Giận chứ. Chấm lúc vô nè. Chấm này hả? Rồi rồi. Giận gà. Gà các bạn. Gà nó có dựng mầm tay. Ngon quá. Được hơn đây. Ăn không hả? Ngon quá ngon. Ở chấm này mới ngon rồi. Gạo bánh mì nữa nè. Gạo này mới ăn nè. Đấy ăn bánh mì không? Tại mưa là mặt có mưa mình ăn làm gì nhà chuyện của mình hả? Nghĩ quen giống như có người nhắc vậy ta. Tự nhiên nhớ. Gà này vừa ăn luôn ha, không dai mà không mềm luôn. Thơm mà. Quá đã. Làm nấu vậy chứ không phải là dai miếng còn ngon nữa. Chưa được máy mà. Ủa gì là mềm rồi hả? Cứng chạy rồi là vừa luôn á. Vừa rồi. Gạo ghém nữa nè. Không mềm không cứng luôn á. Gạo ghém mà chấm nước mắm thấm. Phải mấy con già mà ha. Nắm cục thịt cắn không được đâu. Ghi cái tay cũng thực thực. Muốn giữ cái mấy người già nè. Mấy người già vợ nhỏ con quá dẹp mấy người nhỏ. Chừng nào mà anh có tiễn thì anh alo em. Em về em xào cối cho anh ăn. Vậy là tiếp tục ra xào cối nữa hả? Nhà có cối bự không? Có. Cối bự kìa. Cũng nhỏ nhỏ con mà già nha. Đã. Mượn cái cối vậy gà nó cái cối á, ăn thử ăn gì vậy chảo á. Lâu cái cối. Ừ. Đó, gà nó cối mà. Ginh cái cối vậy nặng người chết vậy. Gà. Mới chết. Về tối ai? Cái này ăn không cái gì sinh nước này cái. Về tối tới ai? Tụi tôi em nè, tụi anh em nè. Anh hiểu. Đúng thì mắm thấm quá, mắm nào cũng có hết. Nghề mà ăn chấm nè. Ừ, mới chấm chứ. Nghề chấm này nè, cái lỗ tai bò nè. Nãy giờ cái gáo hệ cục nha, chết luôn. Ghé ăn nốt chứ. Này chấm này. Bóc đi. Về đâu nó vợ đâu được. Bò phải chấm mắm niêm. Nhậu chết được á, lỡ Thái kêu ăn tiếng là ăn luôn. Nhưng mà chấm này, gà nhiều. Nó chấm vô ăn, nó khác rồi. Rồi mình làm cho vừa ăn lại. Đây làm đó, anh vừa ăn đúng không? Để vô ở cái phòng chỗ này mà. Mưa tới mấy sư huynh ơi. Mưa nặng hạt rồi kìa. Có chuyển vô nhà chứ trời gì nữa. Sao mấy giọt anh Hiếu ơi chứ mưa. Đem vô mưa lớn rồi. Giờ mình kiếm chảo rồi. Thôi dậy vô đi, mưa rồi. Chắc anh em mình kết clip tại đây cả nhà ơi. Mong cả nhà đăng ký kênh ủng hộ cho anh em mình nha. Mưa quá cả nhà ơi. Ở cho anh em mình chào tạm biệt luôn. Tạm biệt luôn nha. Đăng ký cả nhà. Quá mưa bữa nay nhậu chạy luôn ơi.